trình mà hàng năm thì đội ngũ sale của chúng ta rất là mong chờ, rất là háo hức. Có cái thông điệp của năm nay đó là chinh phục đỉnh cao, thì công ty cũng muốn rằng mỗi thành viên trong IMF Farm chúng ta luôn luôn là một chiến binh. Chúng ta phải cố gắng hết sức để vượt qua tất cả các rào cản, vượt qua tất cả các khó khăn để chúng ta chinh phục được cái đỉnh cao nhất, cái đỉnh cuối cùng nhất. Và cuối cùng thì Xuân xin chúc cho tất cả 6 đội chơi hôm nay chúng ta sẽ chơi thật sung, thật máu lửa, và chúng ta phải cố gắng hết sức mình, chúng ta phải quyết tâm và giành được chiến thắng cao nhất cho đội của mình. Quan trọng là chúng ta phải thể hiện được cái ý chí của mình, quyết tâm của mình, chúng ta phải thể hiện được cái tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết cũng như tinh thần fair play trong thi đấu. Xin chúc tất cả các đội chúng ta đều sẽ là người giành chiến thắng. Xin chúc mừng các bạn. Còn xa dù không.
at me, but they won't see me cry. This fight wasn't made for everyone.